Hi, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta cùng quay trở lại kênh Thu Thuy của tôi để tham khảo một số các cái bệnh liên quan đến con chó. Và trong chăn nuôi chó, và tất cả chúng ta đã biết là trong chăn nuôi chó thì có gặp rất nhiều các cái bệnh. Ngoài những cái bệnh mà trong những một loạt những cái video trước chia sẻ cho anh chị về do cầu trùng là một này, do virus là hai này, do lấm là ba này, thì hôm nay chúng ta đến một cái loại mới. Một trong những cái bệnh mà các anh chị khi mà nuôi chó, những chú cún yêu của chúng ta hay bị, nhất là khi mà thời tiết thay đổi. Các anh chị mang những chú chó của chúng ta đi du lịch này, đi chơi này, hoặc là đi tập thể dục ở công viên, chẳng may gặp cái điều kiện bất lợi như thế này thì chó của anh chị về sẽ bị mắc cái bệnh này ngay lập tức. Đây là cái cảnh báo cho tất cả những anh chị mà nuôi những chú cún cưng khi mà mang những chú chún đi chơi ngoài công viên, đặc biệt là những chú mà có sức đề kháng kém này. Những con chó mà các anh chị nuôi dưỡng nó không đủ chất dinh dưỡng là một, điều kiện chăm sóc vệ sinh không tốt. Đấy. Thì khi mà gặp điều kiện bất lợi về môi trường thì chó của anh chị sẽ bị ngay. Đó là cái bệnh viêm phế quản. Đấy. Thì cái bệnh viêm phế quản là một bệnh viêm niêm mạc của cái đường hô hấp. Và viêm phế quản thì nó gồm có viêm phế quản nhỏ và dẫn đến viêm khí quản. Và nặng hơn nữa thì mới dẫn đến viêm phổi các anh chị nhá. Đầu tiên thì nó chỉ là viêm cái phế quản ở bên ngoài. Thế nhẹ thêm tí nữa thì nặng hơn một tí thì nó đến cái phế quản nhỏ. Chúng ta phải hiểu như vậy, nếu mà các anh chị không có điều trị chữa trị kịp thời thì nó sẽ dẫn đến viêm khí quản và viêm phổi, và khi mà dẫn đến như vậy thì con chó của anh chị cái tỷ lệ tử vong khá là cao đối với những cái chú cún mà chúng ta nuôi với điều kiện vệ sinh không được tốt. Thì bệnh này thì xảy ra ở chó trong mọi lứa tuổi các anh chị nhé. Khi mà các anh chị nuôi chó thì ở giai đoạn nào cũng bị, lứa tuổi nào cũng bị. Bé lớn đều bị hết, mà khi mà đặc biệt là khi cái thời tiết mà nó thay đổi từ ấm áp sang chuyển sang lạnh, hoặc là từ lạnh mà chuyển sang nóng, thì cái điều kiện nó cứ thay đổi thời tiết là nó hay bị, hoặc là từ cuối thu sang đông, đặc biệt là đầu mùa xuân nó rất là hay bị cái trường hợp như vậy. Thì cái nguyên nhân mà gây ra cái hiện tượng viêm phổi, viêm phế quản này ấy, thì nó là do một cái loại vi khuẩn mà thường trú ở trong đường hô hấp. Đấy. Hoặc là các anh chị khi mà nuôi chó, chó của anh chị tiếp xúc với cái điều kiện môi trường bên ngoài nó nhiễm vào, thì gồm những cái dạng vi khuẩn như sau để có bị này. Thứ nhất nó là liên cầu khuẩn, nó là Streptococcus. Cái thứ hai là tụ cầu khuẩn, tức là Staphylococcus. Thứ ba nữa là Brodera, thì mấy cái hạng này nó ít nhưng mà chúng ta thường gặp là liên cầu và tụ cầu. Hai cái loại này gây ra nhiều nhất so với cái chuyện viêm phế quản. Thì thường thì do kế phát của một số các bệnh khác, từ cái bệnh nguyên nhân của nó ra thì nó do kế phát nữa, ngoài những cái chuyện do thay đổi thời tiết này các anh chị nuôi. Hai nữa là khi chó của anh chị bị những cái bệnh khác thì cái bệnh lên thì bệnh này nó sẽ phát triển, ví dụ như là bệnh cà rê, bệnh viêm ruột hay bệnh ký sinh trùng. Thì bản thân cái ký sinh trùng thì nó làm cho sức đề kháng của con chó của các anh chị, những chú cún yêu của các anh chị nó bị giảm xuống, và khi nó giảm xuống rồi mà gặp điều kiện thuận lợi, ví dụ như mùi thuận lợi cho vi khuẩn đấy nhá các anh chị nhá, tức là điều kiện mà bất lợi đối với con chó của chúng ta, thì khi ấy cái liên cầu với tụ cầu nó mới phát ra được, nó làm cho bị viêm đường hô hấp, viêm phế quản. Thì ngoài đấy là chúng ta biết là có ba nguyên nhân đấy rồi. Nguyên nhân nữa là do thức ăn nước uống, thì chúng ta liệt kê nó vào cái điều kiện vệ sinh. Nói tóm lại, cái viêm phế quản này nó có ba cái nguyên nhân mà hay mắc phải nhất mà chúng ta lên để ý. Đầu tiên đó là do thời tiết. Khi thời tiết thay đổi mà các anh chị thấy chó của anh chị có hiện tượng viêm phế quản thì chúng ta phải nghĩ ngay. Hai nữa là chó của chúng ta bị những cái bệnh lên khác, ví dụ như là ký sinh trùng, bệnh cà rê, nó làm cho sức đề kháng của con chó của chúng ta giảm. Đấy. Thể trạng nó yếu thì kết hợp với điều kiện môi trường nó tạo ra. Cái thứ ba là khi chó của anh chị chăm sóc nuôi dưỡng vệ sinh không tốt, thức ăn không tốt, làm cho cái đường hô hấp của nó cũng có bị tăng sức. Khi sức đề kháng không có thì nó làm ra như vậy. Thì triệu chứng thì các anh chị nên để ý như thế này. Do cái chất kích thích vào cái đường hô hấp, cho nên khi mà nó tác động lên cái thần kinh, nhưng mà các anh chị để lâu thì nó sang bệnh mãn tính thôi. Thì đầu tiên là liêm mạc của nó sưng hoặc là xuất huyết, làm hẹp cái đường hô hấp của con chó lại. Đấy. Nó bịt kín, tức là tất cả cái chất khí nó làm bịt kín, làm cho cái con chó của chúng ta, những chú cún yêu của anh chị nuôi trong gia đình ấy, hoặc là mang dẫn đi chơi ấy, nó khó thở. Thì nó biểu hiện đặc trưng đầu tiên nhất là con chó của anh chị nó bị ho. Thì khi nó viêm sưng tấy, nó làm cho cái đường hô hấp nó bị nhỏ lại, hoặc cái ghèn nó làm cho hỏng lại, thì cái con chó của chúng ta, cái triệu chứng đầu tiên chúng ta nhìn thấy nó là ho.
hai nữa là khó thở, chó nó thở nó cứ ngồi há mồm ra. Nhất cái này các anh chị để ý này, nhất là vào buổi sáng khi các anh chị ấy, lúc mà nó ho khan và xong thì dần dần nó trở thành ho ướt và nó bị kéo dài. Đấy là cái này để ý đầu tiên cái bệnh này. Tiếng thở thứ hai nữa là chúng ta để ý đến là tiếng thở thì bắt đầu nó có hiện tượng là khò khè. Đấy. Và nó có tiếng ran, chảy nước mắt và nước mũi liên tục. Thì cái bệnh viêm phế quản mãn tính này thì thường nó kéo theo nhiệt độ sốt của chó của chúng ta sẽ tăng là từ 39,5 đến 40,5 độ. Và bắt đầu con chó của chúng ta, những chú cún yêu của các bạn nuôi có hiện tượng là mệt mỏi, bỏ ăn. Đấy. Thì cái bệnh viêm phế quản mãn tính thì nó lại không sốt, nhưng mà có nó ho mà nó ra đờm. Đấy. Đấy là cái triệu chứng của nó. Thì chúng ta lên để ý, đầu tiên là chúng ta lại làm như thế này. Khi các anh chị nuôi chó, các anh chị lên biết đầu tiên nhé, nuôi chó gặp cái điều kiện môi trường nó thay đổi là cái đầu tiên. Hai, nếu mà chúng ta nuôi mà điều kiện không tốt hoặc chó của chúng ta bị những cái bệnh ký sinh trùng và bệnh care thì nó sẽ xảy ra. Và nó xảy ra đầu tiên nó làm cho con chó của chúng ta, những chú cún của chúng ta có hiện tượng bị ho. Đấy, chẩn đoán rất dễ, dựa vào nó là chúng ta chẩn đoán nó ho, khó thở, và nhất là vào buổi sáng. Đầu tiên thì nó ho khan, xong nó thành ho ướt và nó kéo dài. Cái đấy thì khoảng 2-3 ngày sau nó mới xảy ra. Còn khi mà các anh chị nuôi những chú cún mà chúng ta vừa dắt đi công viên chơi về, gặp điều kiện bất lợi, về mà gặp cái trường hợp như vậy thì chúng ta khẳng định là nó bị viêm phế quản và chúng ta phải dùng thuốc để chúng ta điều trị ngay, tránh những cái trường hợp nó phát sinh những cái bệnh khác. Vì khi mà sức đề kháng nó giảm xuống thì rất nhiều những cái bệnh khác nó sẽ phát sinh lên. Thì để mà phòng được cái bệnh này, phòng và trị được cái bệnh này cũng hết sức đơn giản nếu mà các anh chị phòng bệnh và trị bệnh. Nó dễ dàng vô cùng. Xin lỗi anh chị mà cái máy nó đang nó có cái tin nhắn đến. Thì phòng bệnh thì đầu tiên là các chị luôn luôn phải phòng bệnh bằng phương pháp vệ sinh, phòng bệnh ổ chuồng nuôi của tất cả những chú cún là phải thoáng đãng và sạch sẽ, vệ sinh sát khuẩn thường xuyên. Thì chúng ta có thể dùng một trong các loại thuốc ví dụ như là Vime Iodine hoặc là Vime Protect để chúng ta tiêm phun sát khuẩn ở khu vực chuồng nuôi. Hai, quan trọng cực kỳ trong tất cả các video chia sẻ với mọi người trong cái việc mà chăn nuôi chó, kể cả về những chăn nuôi công nghiệp hay là chăn nuôi chúng ta nuôi những chú cún cảnh, thì chúng ta phải tiêm phòng vaccine, đặc biệt là cái vaccine 5 bệnh hoặc vaccine 7 bệnh, chúng ta phòng và chúng ta phải tiêm lại, nhắc lại định kỳ để đảm bảo vệ sinh. Thứ nhất, đảm bảo an toàn, quan trọng nhất nhé, an toàn cho bản thân chúng ta và người thân của chúng ta là cái thứ nhất. Hai là an toàn cho xã hội. Và khi cái thứ ba nữa là khi mà những con chó, những chú cún yêu của các anh chị mà nó có bị bệnh thì chúng ta có thể chữa được. Và chúng ta chỉ có thể chữa được những loại bệnh mà do vi khuẩn, lấm, ký sinh trùng nhiễm vào con chó thì chúng ta mới chữa được. Còn về những bệnh mà do virus thì chúng ta chưa có thuốc đặc hiệu để điều trị. Các bạn nên nhớ như vậy. Cho nên chúng ta cần tiêm phòng vaccine. Điều trị thì chúng ta có mấy cái điều trị. Đầu tiên thì chúng ta phải dựa vào cái nguyên tắc chung là nó do vi khuẩn thì chúng ta phải dùng kháng sinh. Kháng sinh thì đầu tiên là phải diệt được cái mầm bệnh. Hai là chúng ta chữa triệu chứng. Mầm bệnh của nó là do vi khuẩn thì chúng ta phải dùng kháng sinh, đúng không? Triệu chứng là ho hoặc tiêu chảy thì chúng ta phải dùng cái thuốc đặc trị vào. Thì chúng ta dùng một những cái loại như sau. Đầu tiên là chúng ta dùng hoặc là penicillin, gentamicin hoặc streptomycin. Bây giờ có rất nhiều những loại thuốc chữa ho đặc hiệu cho chó, ví dụ như là Vime FDB, FDB Foron, để chúng ta cho chó chúng ta uống. Ngoài cái việc mà các anh chị không tiêm được thì chúng ta có thể dùng nhỏ. Đối với những chú chó mà khoảng 1-2 tháng tuổi thì chúng ta không cần phải tiêm, chúng ta phải cho uống. Hoặc là Vime FDB Amoxicillin 15% để chúng ta có thể tiêm và cho uống, và con chó chúng ta đều hoàn toàn khỏi được. Ngoài ra thì chúng ta phải chữa những cái triệu chứng ho thì chúng ta dùng Eferin hoặc là Dimebrom chúng ta cho, hoặc là Vimebrom và chúng ta tiêm để làm giảm cái hiện tượng ho. Nó cũng là kháng sinh điều trị luôn. Ngoài ra thì khi mà chúng ta chữa nguyên nhân và triệu chứng rồi thì các anh chị phải chữa cái hồi sức cho con chó của các anh chị, những chú cún yêu của anh chị có tăng cường sức đề kháng lên thì mới được cái lợi nhuận, cái hiệu quả điều trị nó cao nhất. Thì chúng ta có thể dùng ví dụ như là vitamin B1, vitamin C
hoặc là cao cấp nếu mà anh chị có điều kiện, thì chúng ta có thể dùng Vimecat để chúng ta tiêm, hoặc là ADBMX hoặc Vit ADBMX để chúng ta tiêm với liều là 1cc cho khoảng 5kg thể trọng, thì đảm bảo cái hiệu quả mà các anh chị điều trị khi mà chó bị viêm phổi, viêm phế quản sẽ hiệu quả cao nhất. Trên đây là toàn bộ những cái gì mà chia sẻ với anh chị về cái bệnh viêm phế quản đối với những con chó mà chúng ta nuôi trong gia đình hoặc là nuôi làm cảnh chơi trong gia đình hiệu quả nhất. Hy vọng là sẽ giúp các anh chị nhận biết, đầu tiên này các anh chị nhận biết đâu là viêm phế quản này, cái thứ hai là chẩn đoán được viêm phế quản, thứ ba là chúng ta điều trị được viêm phế quản. Tóm lại thì video nó chỉ có ba cái nội dung đấy thôi: nguyên nhân, triệu chứng và điều trị. Hy vọng là sẽ giúp các anh chị có được những chú cún cưng tuyệt vời. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip lần sau.